nằm ở phía tây thành phố Hà Nội. Danh sơn Ba Vì chạy theo hướng đông bắc tây nam, dạng vòng cung. Núi của ngọn Tam Đảo chính là tay ngai tả hữu của ngọn Nghĩa Lĩnh, giữ vững chãi trường tồn cho Đức Tổ Hùng Vương. Không biết từ bao giờ, trong dân gian đã lưu truyền câu ca: nhất cao là núi Ba Vì, thứ ba Tam Đảo, thứ nhì Độc Tôn. Trong sách Dư Địa Chí, Nguyễn Trãi khẳng định, núi ấy là núi tổ của nước ta đó. Dù chỉ cao chưa đầy 1.300 mét, nhưng núi Ba Vì luôn được tôn là ngọn núi cao nhất, linh thiêng nhất. Bài ẩn trong danh xưng ấy chứa đựng cả một kho huyền tích gắn liền với Đức Thánh Tản Viên, vị thượng đẳng thần đứng đầu Tứ Bất Tử, có công hộ quốc tí dân. Sự linh thiêng của Đức Thánh Tản không chỉ có trong tâm thức của cộng đồng Việt Mường vùng núi Tản sông Đà, mà còn được vua chúa các triều đại sùng kính, tôn vinh sắc phong làm thần. Di sản tư liệu Châu Bản Triều Nguyễn cho biết, thần núi Tản Viên được nhân dân các vùng lân cận thờ phụng và nhiều lần được ban cấp sắc phong. Trong đó ngày 21 tháng 5 năm Tự Đức thứ tư, tức năm 1851, Bộ Lễ đã đóng dấu sắc mệnh chi bảo lên hai đạo sắc phong. Dù núi Ba Vì ở cách xa kinh đô Huế, nhưng các vua triều Nguyễn luôn sùng kính Đức Thánh Tản Viên. Tháng 11 năm Minh Mệnh thứ hai, tức năm 1821, vua cho tỉnh Sơn Tây lập đàn tế thần. Năm Minh Mệnh thứ 13, tức năm 1832, tỉnh Sơn Tây cầu đảo được mưa, nhà vua liền phái người tới làm lễ tạ. Sau này, vua Minh Mệnh cho định rõ lễ phẩm tế ở núi Tản Viên được dùng trâu, lợn. Tản Viên Sơn Thánh vốn được tôn là đệ nhất phúc thần, vạn cổ anh linh, nên vua Minh Mệnh dụ rằng: Tản Viên Sơn tôn thần, chùa núi Phật Tích ở Sơn Tây đều có tiếng linh ứng. Khí thiêng nơi non Tản trấn giữ cả một phương, nên năm Minh Mệnh thứ 17, tức năm 1836, đúc kiều đỉnh làm vật báu truyền lại đời sau và tượng trưng cho quyền uy bền vững của triều đại, thì hình núi Tản Viên được đúc nổi trên thuần đỉnh. Tấm lòng sùng kính Đức Thánh Tản của các vua Nguyễn còn được thể hiện khi vua Thiệu Trị cho sửa đền thờ thần núi Tản Viên. Vua nói rằng, đền tuy làm riêng, thần thực hiển linh, vì vậy đã sai chi 500 sâu tiền công, giao cho dân phụng tự sửa sang. Nơi non ngàn kỳ bí này chính là đầu nguồn Long Mạch dọc đến phương Nam. Dưới chân núi là dòng sông Đà dữ dội mà chữ tình bao quanh, tạo nên cảnh sắc nước biếc non xanh, làm say đắm lòng người. Vẻ kỳ bí non thiêng danh thắng Ba Vì đã khiến công sứ Sơn Tây Muselier quyết tâm thám hiểm và du ngoạn. Theo bài đăng Tản Sơn Ký của Sơn Dương Bùi Đàm và tạp chí Đông Dương số ra ngày 11 tháng 5 năm 1944, thì công sứ Muselier đã đặt chân đến đỉnh Tản vào năm 1902. Ấn tượng trước cảnh quan hùng vĩ, thích thú về sự trong lành của không khí và vẻ đẹp của phong cảnh ở nơi đây. Cũng vì sự kính trọng các vị thần của núi, của đất nước An Nam, mà vị công sứ này đã giúp đỡ dân xây dựng ngôi đền trên đỉnh non thiêng. Sự việc này được án sát sứ Sơn Tây Bùi Đàm ghi lại trong Tản Sơn Thượng Từ Bi Ký, vẫn lưu ở đền Và, thị xã Sơn Tây. Sau đó, lịch sử Ba Vì có một thời kỳ gắn liền với người Pháp, gắn liền với công tác xây dựng, quy hoạch khu nghỉ mát trên núi vào năm 1930-1940 của thế kỷ 20. Trên thực tế, thiên nhiên và sinh thái Ba Vì mới là vấn đề đầu tiên được các nhà cầm quyền quan tâm. Cuối thế kỷ 19, Tổng Chú Sứ Pomare đã yêu cầu khảo sát thảm thực vật Ba Vì, đồng thời nghiên cứu, du nhập một số giống cây ngoại lai về vùng đất này. Những cây cành cana và cà phê từ đảo Java, Indonesia đã theo chân nhà thực vật học Benjamin Balanza đến những vườn ươm đầu tiên trên đỉnh Non Tản. Họa sĩ dịch giả Trịnh Lữ cho rằng,
Khu nghỉ dưỡng Ba Vì đã được đưa vào chương trình nghị sự của chính quyền Đông Dương ngay từ năm 1897 dưới thời toàn quyền Paul de Meer, nhưng sau đó vì nhiều lý do mà bị trì hoãn. Những người kế nhiệm ông như toàn quyền Albert Sarrau và Maurice Solon đã góp phần thúc đẩy thực hiện hóa ý tưởng này thông qua các dự án quy hoạch ở hai thập niên đầu thế kỷ 20. Cùng với tiến độ xây dựng đường xá, lắp đặt và cung cấp điện nước, lần lượt các khu nghỉ mát mọc lên ở độ cao 400, 600 rồi 1.000 mét. Ẩn mình dưới tán lá của thiên nhiên Ba Vì đã từng là những biệt thự, những trại nghỉ dưỡng, vườn trẻ, trại thanh niên, nơi mà các điền chủ, công chức, doanh nhân và trí thức Pháp Việt tận hưởng khí trời mát mẻ, thiên nhiên trong lành và tìm hiểu đời sống văn hóa của các nhóm dân tộc ít người bản địa. Chìm vào quên lãng do khói lửa chiến tranh rồi ngủ yên suốt bao năm, Ba Vì ngày nay đang vươn mình thức dậy, trở thành điểm đến được ưa chuộng của rất nhiều du khách muốn trải nghiệm một khu nghỉ dưỡng vừa gần gũi với thiên nhiên và ngập tràn hơi thở của lịch sử.